Hôm nay, bảy anh em lợn con lên núi kiếm củi giúp mẹ. Cả bảy anh em đều chịu khó, chăm chỉ nên đốn được rất nhiều củi. Trời sắp tối rồi, các chú lợn gọi nhau trở về nhà. Lợn anh bắt đầu điểm danh các em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sao mới chỉ có sáu nhỉ? Lại mà vẫn thấy thiếu một em. Chạy lên núi vừa khóc vừa một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Vậy là bảy đứa con ngoan ngoãn của mình đã có mặt đầy đủ rồi. Lợn anh thật là đáng trí, chú mày đến các em mà quên đến chính cả mình. Lợn con lên núi chặt củi. Lúc trở về nhà, lượt anh điểm danh các em. Lượt anh đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một lượt em. Này sao vậy nhỉ? Ồ, thì ra là lượt anh đã quên không đếm thêm cả chính mình nữa. Qua câu chuyện thú vị này, các bé không những phải hình thành thói quen làm việc cẩn thận mà còn học đếm cùng lượt anh nữa đấy.